Tiếp tục cập nhập vụ cô gái trẻ bị một thanh niên lạ mặt vào xóm trọ khống chế, xăm sỡ xảy ra trên địa bàn phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội vào tối ngày 28 tháng 6. À, các có luật sư cho rằng là cơ quan công an cần phải vào cuộc làm rõ sự việc, xác định danh tính của đối tượng biến thái để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Theo các luật sư, từ những hình ảnh được ghi lại trong clip có thể thấy, năm thanh niên đã có hành động khống chế cô gái, có thể là cướp giật tài sản hoặc quấy rối tình dục do đó cơ quan công an cần vào cuộc xác minh làm rõ sự việc về hành vi động cơ mục đích và danh tính của đối tượng hành vi xâm phạm trái pháp luật đến danh dự nhân phẩm hoặc tài sản của người khác là hành vi vi phạm pháp luật tùy vào tính chất mức độ của hành vi vi phạm tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ căn cứ xác định nam thanh niên khống chế để chạm vào phần nhạy cảm của cô gái nhằm thỏa mãn, cơ quan chức năng có thể xử lý người này về hành vi sạm sỡ hay quấy rối tình dục với số tiền phạt từ 5 đến 8 triệu đồng. Ngoài ra, thì người thực hiện hành vi này còn phải công khai xin lỗi nạn nhân, trừ trường hợp nạn nhân không có đơn thư yêu cầu.